Rất là vui lại được gặp lại các bác trong một cái nội dung mà như tôi đã hứa là sẽ xuống tại nhà thầy kỹ sư Ngô Đức Thắng, một chuyên gia về có cái rất là nhiều cái tài liệu nghiên cứu về ngành nuôi ong, đặc biệt là con ong nội, và nó bám sát với thực tế của các bác, các hộ nông dân mà hiện nay cái sách, những cái tài liệu mà liên quan thì vẫn được rất là nhiều các bác đang sử dụng. Con xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình một cái video này. Dạ vâng, thế cảm ơn anh Hưng trong cái những người nuôi ong của Bắc Giang. Thế và chào tất cả mọi người ưa thích với con ong và đã và đang nuôi ong. Dạ vâng, cái nội dung hôm nay thì sau xin phép các bác là như thế này. Trước khi đi vào cái nội dung kỹ thuật chính về cái câu hỏi nhờ thầy chia sẻ về cái kinh nghiệm nuôi ong trong cái vụ thu đông, tức là cũng là cái vụ mà nhân đàn chính trong năm để chuẩn bị cho một cái mùa khai thác mật xuân của sang năm, thì trong những cái kỹ thuật đó thì xin phép các bác là trước khi mà đi vào cái nội dung câu hỏi đó thì hôm nay tôi xuống nhà thầy thì có mang theo đây là một cái bản thảo về cái kỹ thuật nuôi ong nội địa mà vừa rồi tôi kết hợp cùng với cả thầy đặt nhà xuất bản nông nghiệp đang tiến hành in, và thông báo các bác đây là cái bản thảo cuối cùng mà trước khi nhà xuất bản, đây các bác có thể thấy là nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội 2018 dành cho tất cả các bác tham khảo. Thì tôi cũng chia sẻ luôn về cái cuốn sách này, được sự đồng ý của thầy giúp đỡ rất là nhiều, thì trải qua khoảng hơn một tháng rồi thì bên nhà xuất bản mới gửi cái bản thảo, và đây là cái bản gốc mà gửi email cho tôi và tôi đã in thì nó thành như này, và hôm nay nhờ thầy xuống duyệt lại lần cuối thì sẽ tiến hành in cái cuốn sách này, được gọi là cái kỹ thuật cơ bản. Khi mà các bác tham khảo về cuốn sách này thì gần như là tất cả những kỹ thuật là ở trong này. Thế thì trong quá trình mà kinh doanh về những cái sản phẩm bên các vật tư ngành nuôi ong, mà thỉnh thoảng tôi hay làm cái video về những cái sản phẩm ấy, thì các bác khi mua thì với những cái sản phẩm mang tính chất giá trị thì cũng thông báo luôn là tôi sẽ tặng kèm cái cuốn sách này, và tất cả mọi ý kiến về cuốn sách thì đã được sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của kỹ sư Ngô Đức Thắng, thì mới giúp tôi làm được hoàn thành cái quá trình này. Thì trong chắc là cũng chỉ theo con vừa mới được nhà xuất bản họ nói là chắc chỉ tầm gửi cái bản thảo này xuống in thì chỉ trong vòng một tuần là xong. Thế và cái số lượng thì cũng vừa rồi là tôi với thầy là trước tiên là sẽ đặt in 1.000 cuốn trước, thì cũng thông báo là 500 cuốn tôi sẽ dành tặng cho những bạn, những người bạn và những khách hàng. Thế còn 500 cuốn còn lại thì sẽ để lại cho các bác theo cái giá bìa. Thì đấy là nội dung. Một lần nữa là con hãy xin cảm ơn ông đã tạo điều kiện mà giúp con hoàn thành cái cuốn sách này. Em đi vào cái nội dung chính trong cái buổi tọa đàm về kỹ thuật nuôi ong, thì con xin phép ông là với rất nhiều những cái kỹ thuật cơ bản thì trong cái kỹ thuật nuôi ong ấy thì cái nào nó cũng là quan trọng. Thế nhưng mà ở tại thời điểm hiện tại khi mà cái video này xuất bản thì nó đang vào cái thời điểm là vào cái lịch nuôi ong, kỹ thuật nuôi ong của vụ thu đông, thì con nhờ ông là chia sẻ giúp đến tất cả các bác nào mà đam mê về nuôi ong thì có những cái kỹ thuật cơ bản về nắm chắc trong cái giai đoạn này, bởi vì giai đoạn này trong cái kỹ thuật nó cũng rất là quan trọng. Vâng, thế xin thưa tất cả anh em trong nghề nuôi ong, hiện tại đã đang và nuôi ong, thì vừa rồi có anh Hưng, anh có đặt vấn đề với tôi là, và tôi đi dự cái hội nghị ong Việt Nam, thì do nhu cầu của độc giả và nho yêu cầu của những người nuôi ong rất lớn, và tôi có cái suy nghĩ là cần phải đáp ứng lại cái lòng mong muốn của những người nuôi ong, nên tôi về tôi biên tập lại cái quyển sách kỹ thuật nuôi ong nội địa. Thế và được sự hỗ trợ của anh Hưng, anh đã đặt lại và phát hành 1.000 cuốn sách với nhà xuất bản, thì hôm nay tôi đã ký làm xong bản thảo lần cuối, và trong tuần tới, trong tuần này từ nay đến rằm tháng 9 có thể là phát hành. Thế, thì anh Hưng anh đã nói với mọi người là anh phát hành 1.000 cuốn. Thế thì
tôi đã chất lọc lại những cái gì mà theo cái nhu cầu của những người nuôi ong trong quyển sách này. Thế thì xin mọi người tham khảo. Thế còn về kỹ thuật nuôi ong thì tất cả những video về trước ấy, thì tôi đã nói rằng nuôi ong tháng nào, kỳ nào cũng rất quan trọng. Và tại sao bảo nuôi ong lúc nào cũng quan trọng? Thế thì vừa rồi cái hè thu tôi nói mà không quan trọng thì bây giờ làm gì hè thu đông, làm gì có ong để nhân giống. Vâng. Thế mà nếu mà một năm người ta tạm chia theo nông nghiệp ra làm 4 thời kỳ nuôi ong. Thời kỳ xuân hè là từ rằm tháng 2 cho đến từ tháng 2 đến tháng 7. Từ 15 tháng 2 đến 15 tháng 7, 20 tháng 7. Thế và đông xuân từ 21 tháng 12 cho đến 14 tháng 2. Thế và thu đông thì 16 tháng 9 cho đến 20 tháng 12. Và hè thu từ 20 tháng 7, 21 tháng 7 đến 15 tháng 9. Thì vừa rồi cái video trước tôi đã nói cái hè thu rồi. Từ 15 tháng 9, 15 tháng 7 cho 21 tháng 7 cho đến 16 tháng 9. Thế thì tôi cũng nói rất quan trọng. Thế hôm nay lại quan trọng nữa thì cái nào quan trọng hơn cái nào? Nhưng trong nuôi ong là thế này. Nếu chúng ta hiện nay đang nuôi ong là để sản xuất kinh doanh. Và cái sản xuất kinh doanh chính của chúng ta hiện nay vẫn là mật ong. Chứ tay trái của ta chưa cái sản xuất chúa, sản xuất sữa, sản xuất phấn chúng ta chưa nhiều. Mà vẫn chủ yếu là mật ong. Thế thì muốn có cái năng suất mật ong thì ta tháng nào, mùa nào ta cũng thấy quan trọng ở cái chỗ này này. Lần trước video lần trước tôi nói rằng từ 15 tháng 9 cho đến 15 tháng 7 cho đến 15 tháng 9 là quan trọng này. Nếu ta không qua hè được thì đàn ong sau vụ khai thác của hè thu của xuân hè bao nhiêu nguồn hoạt thế mình quay mật mình sản xuất mà. Mình quay mặt triệt để thu hoạch sản phẩm thì đàn ong nó sa sút về mặt chất lượng, chưa nói về sa sút về mặt số lượng, nói về mặt chất lượng đàn ong vì khai thác rất nhiều, khai thác liên tục, khai thác hợp lý. Thế cho nên là khi mà đến hè thu thì đàn ong nó tan tác, mà lại giữa cái dịp đó là gì, nguồn hoa thì hết, không còn nguồn hoa gì cả. Thế thời tiết khí hậu thì nắng nóng, mưa bão, mưa dây bão giật, không còn nguồn hoa gì. Thế chất lượng đàn ong thì sa sút. Nếu không quan trọng, ta không biết xử lý các đàn ong là đưa về những nơi có nguồn hoa, xử lý đàn ong, rút bớt cầu khỏi sâu khỏi bệnh, cho ăn để và chống nắng chống nóng cho đàn ong, giữ được đàn ong đến bây giờ, thì bây giờ lại là mùa quan trọng nữa, là sang cái mùa thu đông. Sang mùa thu đông. Thế mùa thu đông này chúng ta đang nuôi ong, gọi là nuôi ong của người sản xuất lấy mật là chính. Thì thời vụ này nhân đàn phải là chính, chứ không phải sang vụ xuân mấy giờ mới nhân đàn. Thế thì cái gì là quan trọng bây giờ, mà làm như thế nào để có vụ xuân ta có đàn ong củng cố để lấy mật, chỉ biết lấy mật chứ không cần phải nhân giống. Mà sang vụ lấy mật rồi, hoa đến rồi, bây giờ mới nhân giống thì lấy mật vào lúc nào? Cho nên là tôi hôm nay tôi nói chủ yếu là kỹ thuật nuôi ong vụ thu đông. Vâng. Là từ 16 tháng 9 cho đến 20 tháng 12. Thế đặc điểm thời tiết khí hậu thời dịp này là thế nào? Là trời ít nắng này rồi, nắng giảm đi này, mưa giảm đi này, nhiệt độ giảm này, thế lập thu rồi này. Đấy là về đầu thời tiết khí hậu. Thế về nguồn hoa thì lại phát triển dần lên rồi, nguồn hoa rất nhiều nguồn hoa. Thí dụ như là tháng 10 này, tháng 9, cuối tháng 9, tháng 10 này là hoa táo. Thế, lại hoa chân chim. Thế ở Hà Giang lại có hoa bạc hà và vẫn rất rất nhiều các loại hoa, hoa cỏ, hoa ấy. Thế thì tùy từng nơi, tùy từng nơi cái nguồn hoa khác nhau mà ta có những kỹ thuật khác nhau. Thí dụ có những nơi dòng ngô sớm, có những nơi dòng rau sớm,
thì vân vân và vân vân tùy. Nhưng mà nói tóm lại, thời kỳ này là thời kỳ đã có rất nhiều hoa. Đấy. Thời tiết khí hậu mát dần, không mưa dây bão giật nữa. Thế thì đàn ong lại được một cái sự chăm sóc của những người nuôi ong, thì đàn ong phát triển rất nhanh. Thế thì cái yêu cầu kỹ thuật của đợt này là cái gì? Đấy, yêu cầu kỹ thuật là cái gì? Thứ nhất là gì? Phải điều chỉnh thế đàn ong thật kịp thời. Điều chỉnh thế đàn ong thế thật kịp thời. Tiếp tục cho ăn kích thích, cho ăn bổ sung cho nó no, và cho ăn kích thích để đàn ong phát triển đồng đều. Điều chỉnh thế đàn ong cho đồng đều trong trại. Cái quan trọng điểm này là gì? Xây được cầu để nhân giống. Nhưng cái đàn ong vừa mới qua hè thu xong, xây cầu thế nào? Xây cầu thế nào? Để có cầu chia nhân giống thì ta phải thành lập cái gì? Là cái một số đàn chủ công để xây tầng, xây cầu. Thế đàn chủ công xây cầu là thế nào? Tức là đàn ong của các anh, các chị, các chị phân biệt ra khoảng độ, để cho tôi khoảng độ 15-20% đàn ong tốt. Không có tự nhiên tốt được thì phải viện trợ. Con xin ông là các bác nào đang xem đến đoạn này thì các bác hãy chuẩn bị một cái giấy bút. Các bác hãy chuẩn bị sẵn cho tôi một cái giấy bút, để cái phần này là cái phần về kỹ thuật cơ bản là nó rất là quan trọng này. Còn nếu không có giấy bút ghi lại thì các bác có thể nghe nói đi nói lại đoạn này, bởi vì cái đoạn này nó rất quan trọng, bởi vì nó liên quan đến số liệu cũng như là cái cân đối được cái trại ong của mình. Ở đây tôi nói ví dụ là nếu như có 100 đàn thì như ông vừa nói là 20% và 30% và số còn lại, thì các bác hãy chuẩn bị giấy bút sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì chúng ta tiếp tục. Chứ còn nói không? Cái đoạn này là không trong sách. Vâng. Đoạn này rất quan trọng. Không có giấy bút nào in được cả vì rất nhiều. Vâng. Thế thì phải xây dựng đàn chủ công xây tầng. Đấy. Đàn chủ công xây tầng là gì? Không tự nhiên nó có được. Vâng. Đàn ong tốt rồi thì ta phải kiểm tra đàn ong này, viện trợ những đàn có cầu con sang một số đàn để thành lập đàn chủ công. Vâng. Tức là có nhiều cầu nhộng để cho ong nở ra, nhiều ong non và đông ong. Đấy. Tức là viện được những cầu nhộng vào một số đàn, tạo đàn ong tốt để có nhiều ong non. Ở thời kỳ có tiết sáp xây tầng là từ 12 đến 18 ngày tuổi thì nó mới xây được. Vâng. Chứ các anh các chị cứ cho xây tàn lan khắp tất cả, một là lãng phí chân cầu, hai nó không xây, ba nó xây không hoàn thiện. Vâng. Thế thì phải thành lập đàn chủ công xây tầng. Đấy là quan trọng nhất của cái vụ nhân đàn này. Có xây được cầu thì mới nhân được giống. Thế xây dựng đàn chủ công là gì? Đàn chủ công là khởi công. Nhưng những cái đàn khác là hoàn thiện. Cái đàn chủ công thì nó chỉ xây bao nhiêu? Xây được một nửa hoặc 50-60%. Tất cả xây nền được rồi thì đưa sang cái đàn khác để cho nó xây tiếp tục phần hoàn thiện. Chứ nếu đưa cái đàn yếu, nó chỉ xây ở phần giữa, còn các góc nó bỏ, nay mai cầu của mình không vuông vức. Và nay mai cái vòng con của nó chỉ ở vòng con thì không có chỗ đổ mật. Thế đàn nó phải xây cầu vuông vức như thế này. Muốn như vậy phải có đàn chủ công. Thế còn cái đàn khác nó xây nhom nhem vừa tốn thức ăn. Vậy. Thế khi cho xây cầu thì đàn chủ công xây là khởi công, còn cái đoàn khác để hoàn thiện. Thế thì có làm được như vậy thì ta mới có cầu để chia, có cầu để nhân giống. Thế thì tùy mức độ mà ta xây dựng bao nhiêu đàn chủ công phù hợp với những cái đàn của mình. Thế khi đã nâng toàn bộ lên được số cầu ở trong vị trí trong đàn của chúng ta lên độ 4 cầu đồng đều khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10, ta đợt chia đầu tiên. Vâng. Đợt nhân giống đầu tiên. Đấy. Mà tôi nói lại là chúng ta nuôi ong sản xuất thì vụ xuân hè chúng ta chỉ tập trung để khai thác mật, không nhân giống nữa, chỉ nhân giống bổ sung cho những đàn đã thiếu trong kế hoạch, và khi nào nguồn hoa ra nhiều ta cần bổ sung thêm số lượng đàn ong, còn nhân giống phải chủ yếu là đàn này. Thế
cuối tháng 9 đầu tháng 10 ta có đủ cầu rồi, đàn 4 cầu ta chia đôi ra 22, mỗi đàn 2 cầu. Thế ta lại tập trung bồi dưỡng cho ăn kích thích, cho ăn bổ sung cho đàn ong, ta lại kiểm tra điều chỉnh đàn ong, thế để cho những cái đàn nào động, thế lại gây dựng một số đàn mạnh, lại tiếp tục cho xây cầu. Thế khi được đồng đều ba, bây giờ thì không thể nâng được đồng đều 4-5 cầu một lúc được, thì bây giờ nếu ta cần chia thì cũng có đàn có thể nâng lên 5 cầu, đàn 4 cầu, đàn 3 cầu thì ta chia. Bây giờ không chia đồng đều, không chia một loạt nữa, mà ta chia những ở nhân giống ở những đàn mạnh, 5 cầu chia ra đôi, 4 cầu chia đôi. Nếu bằng không những anh nào nuôi ong còn hạn chế, còn ít số đàn mà chia nhiều đàn, chỉ một đàn lấy một đàn, tức là một đàn chia đôi. Nhưng bây giờ chia nhiều đàn lấy một đàn là gì? Mỗi đàn 3 cầu tôi chia làm sao được? Thì mỗi đàn tôi lấy một cầu, chia ra một đàn là thành 2 cầu, gắn mũ chúa vào. Thế thì tất cả có 2 đàn ong 6 cầu, giờ tôi chia 3 thì lấy mỗi đàn ong 1 cầu. Mà thì cũng được 3 đàn. Rồi sau ta lại tiếp tục nhân giống. Vì cái tháng 9, tháng 10 này là hoa táo này. Nhiều hoa lắm, hoa ngô này, hoặc là hoa cỏ Lào này, hoa cỏ rác này. Ở Hà Giang thì có hoa bạc hà này. Thì chúng ta ở đây tùy điều kiện, nơi nào có hoa nào ta vận dụng hoa ấy. Nhưng rất rất nhiều hoa rồi. Hoa ngô cũng nhiều rồi. Vâng, xin phép ông là với cái kỹ thuật vừa rồi ấy, thì con cũng đang thắc mắc, và chắc hẳn là với rất nhiều các bác đang xem cũng thắc mắc, là cái ông có thể nói kỹ hơn về cái đàn chủ công, yêu cầu của đàn chủ công là thứ nhất về con chúa, thứ hai về cái cấu trúc tổ chức của cái đàn chủ công đó, mình nên chọn cái đàn như nào trong trại ong thì nó mới từ cái đàn chủ công đấy thì mới xây dựng, tức là nhân đàn dựa vào những đàn đấy để mình lao cầu. Tức ý ở đây là lao cầu vào trong một ngày một đêm chẳng hạn, thì mình lại rút cái cầu đó ra. Các bác lưu ý ở điểm này nhá. Ý của ông có nghĩa là lao vào cái đàn chủ công cho xây cầu, nhưng sau khi nó xây được một ngày rồi mình lại nhấc cái cầu đấy ra, mình bỏ cái cầu mới vào, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì xin phép ông là ông chia sẻ kỹ hơn về cái đàn nhá, chủ công. Thế đàn chủ công là đàn thế nào này? Xây dựng đàn chủ công tức là viện trợ những yêu cầu của đàn ong thế nào để cho nó xây cầu cái đã. Vâng. Là yêu cầu một là con chúa nó đẻ tốt, đẻ khỏe, thiếu chỗ đẻ này, thiếu chỗ đẻ này. Và nó, tức là mình rất đông ong, chỉ đẻ rất đông ong này. Thế và nhiều ong non này, viện trợ vì cầu nhộng nó vào nở ong non ra này. Thế ong chúa thì đẻ khỏe nhưng lại thiếu lỗ đẻ này. Đàn ong thì chật chội này. Thì lập tức đàn ong này phải xây cầu. Phải xây cầu. Vâng. Bây giờ phải xây cầu. Và còn có khi nó còn xây cả lỗ ong đực để chuẩn bị chia giống, nhân giống nữa cơ. Thì bây giờ tùy mục đích mà ta làm, thì ta có thể là lấy cả đấy là xây dựng đàn, đàn bố nữa, để cả ong đực nữa. Nhưng bây giờ cái mục chính của ta là hắn xây cầu đã. Đàn chủ công là gì? Mục đích của đàn chủ công là ong chúa đẻ khỏe, thiếu lỗ đẻ. Vì nó nhiều, mình viện trợ nhiều cầu nhậu vào đây, nó nở nhiều ong non, đông ong, có khả năng, nhiều khả năng và tiết sáp xây tầng ở tuổi 12-18. Thì mình đưa cầu vào cái xây ngay, đưa vào hôm trước, hôm sau, hoặc là 24 tiếng hoặc 36 tiếng rút sang đàn khác để cho nó tiếp tục hoàn thiện. Mình lại lao cầu vào đàn này. Và cứ như thế, chứ không xây cho, không cho xây cầu đại trà. Vâng. Cho xây cầu đại trà vừa tốn đường và tốn cầu, nó cũng không xây rất nhiều đàn là các bác nhìn thấy rất đông, nhưng nó không có hiện tượng đòi xây, mà các bác cứ ép nó xây rất là xấu. Vâng. Nó thành một cái cầu gọi là cầu lưỡi liềm, nó hình cung trăng. Cầu đấy thì theo chúng tôi gọi là không đạt tiêu chuẩn, để đúng. Nếu như làm giống cũng không bán được những cái cầu đúng, như vậy, đúng, đúng không? Đúng. Hoặc đó là về cái kỹ thuật xây dựng cái đàn chủ công, các bác lưu ý là cần phải có con chúa tốt, và trước cái thời gian xây dựng cái đàn chủ công như ông vừa chia sẻ thì phải xây dựng viện cho nó những cái cầu nhộng. Cầu từ cái độ tuổi, cái đặc tính sinh học của nó thì các bác sẽ cân đối được là nó đang ở cái tuổi nào để đưa cầu vào để
nó xây. Thì khi mà làm, nếu mà tính được như vậy thì cái việc xây dựng đàn thủ công là rất cơ bản, là đã hoàn thành, rất cần thiết. Vâng, thì nếu như cách làm của tôi thì tôi chia sẻ với các bác là tôi thường là chọn tầm 15% trong số trại ong của mình, số đàn tính theo tổng cái trại ong để xây dựng đàn thủ công là thành công rồi. Bởi vì sau đấy mình sẽ tiết kiệm được đường, tiết kiệm được rất nhiều cái vật tư đầu vào. Làm kinh tế thì thực sự là, ví dụ có hai trại ong, có nói ông ấy, thì nếu mà làm tốt thì có lợi nhuận về kinh tế, mà không làm tốt thì có khi hòa vốn và lại có khi lỗ vốn. Rất là mong các bác chú ý đến đặc điểm này để vận dụng, áp dụng cho cái trại ong của mình thành công. Vâng, còn lại xin tiếp tục mời ông chia sẻ. Cái thứ hai là thế này, vâng. Khi đàn ong xây dựng là đàn chủ công rồi, xây được cầu rồi, và thì ta làm cho cái thế đàn ong của chúng trại ta đồng đều đi, vâng. Đồng đều đi, san cầu cho nó đồng đều đi, vâng. Tức là ba cầu nâng lên bốn cầu, tùy thời tiết khí hậu, nhưng ta nên tránh như này. Cái thời vụ này là thời vụ mùng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5, đôi mươi tháng 9 và mùng 5 tháng 10 âm lịch, bao giờ nó có đợt mưa rơi thì ta tránh làm chúa vào những đợt này. Tránh làm chúa vào đợt này, vì nếu mà ở đợt này thường nó mưa dầm, mưa rơi mà, thường nó mưa dầm kéo dài hàng tuần. Mà thì thường là chúng tôi để ý rất rất để ý cái chuyện cái đợt đợt vụ thu đông này là tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5 là mưa rơi. Thế thì để tránh cho chúa nở vào cái đợt này. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi ta đã hoàn thiện được cái đàn chủ công xây tầng rồi, xây được rồi, ổn định rồi, cho ăn rồi, ta chỉ nhân giống, chỉ việc nhân giống, mà nhân bây giờ là nhân tương đối là đồng đều, là triệt để đấy. Tí độ 4 cầu ta chia đôi, 5 cầu cũng chia đôi, 6 cầu cũng chia đôi, để có một số đàn ong, vì mùa này nó đang dễ, rất dễ nhân giống. Nhưng ta phải để ý rằng thời tiết khí hậu đợt này có rất nhiều các cái đợt hanh khô. Hanh vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 rất là hành. Với đặc thù chung của khí hậu miền Bắc, tức là khí hậu gió mùa. Đấy, không, hanh khô cái đó. Hanh khô mà khi nó mưa dầm, mưa dầm của vụ đông, sau bắt đầu nó hanh lên cái, thế là đàn ong bốc bay. Nếu ta không viện trợ được đúng cầu con, không quản lý được, để sâu bệnh, để ẩm ướt, để nọ để kia là đàn ong bốc bay. Nó ẩm thấp, con rán, con sên, con nếp nó vào thùng hoặc là ẩm ướt. Ta hết sức để ý đợt hanh khô này. Thì hanh khô ta phải đề phòng là thế này. Trong những ngày nắng hanh kinh khủng đấy, thì ta đậy cái bèo Nhật Bản lên nóc thùng hoặc dưới thùng, để mỗi một thùng một vài cái bèo thế thôi, thì làm cho đàn ong đỡ hanh, mà phải cho ong uống nước để tránh hanh khô về mùa này. Thế đợt rét đầu năm thì cũng chưa lớn, cũng chưa cần phải chống rét nhiều, nhưng chống hanh khô là quan trọng. Chống hanh khô là quan trọng. Đấy. Mà tránh để dày quá rồi sao ong bốc bay dây chuyền. Mà bốc bay dây chuyền đàn ấy không, nó không đáng bốc bay, như đàn này bốc bay cạnh nó cũng lại bay theo, thế là bốc bay dây chuyền. Còn nhân giống ta thường là ta nhân song song, chia đàn song song. Và song song là gì? Song song là chia đàn ong, nhân giống đàn ong song song vị trí cũ, chứ không phải chỉ đặt hai đàn song song chưa hẳn, chưa không đúng, mà song song với cái vị ví dụ cũ ra đây này, thì bây giờ mình đặt hai cái đàn song song với cái vị trí cũ trước này, để wow. Ong nó bay về, nó tỏa sang hai bên đồng đều. Thế mình điều chỉnh đàn ong, nếu đàn này vào nhiều thì xích xa ra, đàn này vào ít thì xích vào gần. Thế cứ điều chỉnh như thế. Trong ngày thứ ba, thứ tư, xoay dần. Để chúa tơ hướng một bên, chúa già hướng một bên, để khi chúa đi giao phối về, không vào nhập. Chứ nhiều anh cứ song song thế này để mãi, có khi nó lại vào nhập. Vâng. Và không điều chỉnh được. Dạ. Thế điều chỉnh khi không thành công thì lại xích vào, chia ra rồi lại nhập vào như chơi lại kẻ đó. Thế vài hôm qua chúa ta lại chia ra. Biết chưa? Vâng. Thế. Chứ không, bây giờ mọi năm
chia nhiều quá thì người ta phải chia chuyển trại. Nhưng bây giờ thôi, mỗi anh em nuôi ong hàng trăm đàn hoặc mấy chục đàn, nhân lực là ít thì cứ chia song song và tích cực điều chỉnh, tích cực điều chỉnh thì đỡ phiền đức phiền phức hơn. Nhưng mà tốt nhất là chia rời trại vẫn là an toàn. Con xin phép thầy là đính chính với các bác là ý của thầy là, tức là trước khi, cái này thuộc về kinh nghiệm, tức là trước khi bây giờ đang mùa nhân giống đúng không ạ, thì khi các bác đặt cái đàn ong ở cái vị trí, tức là cái đàn gốc, thì các bác phải quan sát cái khu vực xung quanh cái đàn ong đấy. Đúng rồi. Để ví dụ mình vẫn phải chia đàn, mình phải giãn ra, nó phải rộng. Bởi vì đây là thời kỳ chia đàn, cho nên cái mình thứ nhất là để tránh bốc bay dây chuyền, thì như ông nói, bởi vì cái trường hợp đấy bây giờ rất là ít, bởi phần lớn các bác nuôi ong bây giờ cũng nắm được kỹ thuật cơ bản rồi. Nhưng mà cái điều chính ý, là khi mình đặt rộng, các bác đặt cái không gian nó rộng để tạo được cái khoảng cách khi chia đàn song song. Chứ nếu bây giờ các bác đặt dày nhau rồi thì chia song song làm sao được. Đấy vừa rồi ý của thầy là như vậy, con đính chính lại cho các bác dễ hiểu hơn. Vâng. Thế chúng ta là, tôi lại nhắc lại một lần nữa, thời vụ này là thời vụ chính của chúng ta về mặt nhân giống. Vâng. Còn các thời vụ khác, sang xuân hè ta chỉ nhân bổ sung vào những ngày khai thác nó hụt đi, ta bổ sung, hoặc là thấy nguồn hoa nó quá nhiều, năm nay cần khai thác thêm, ta nhân thêm một số đàn. Chứ còn mùa này là mùa chính. Những người nuôi ong để sản xuất thì mùa này mới là mùa nhân giống chính này. Thay Chúa này, nhân giống này. Thế kỳ nhân giống đợt một xong thì ta nên kết thúc đàn vào 30 tháng 12 để chuẩn bị vào đông. Để vào đông mà. 30 tháng 11 để vào đông. Còn sang tháng 12, 30 tháng 11 nhá, để vào đông. Thế vào đông thì có năm nó rét muộn, có năm nó rét sớm. Thì chúng ta đừng bảo là vào này cái nó hơi sớm, nhưng sang tháng 12 đã có năm rất rét rồi. Thế khi đàn ong đã ổn định tất cả số đàn rồi, bình quân bây giờ chỉ cần đến 2,5-3 cầu đã là đẹp rồi. Thế thì qua đến tháng 12, tháng 1 là tháng rét nhất trong năm. Tháng rét nhất. Còn độ 4 cầu càng quý, nhưng 4 cầu thì lại quá đông khi vào vụ xuân hè. Ong chia đàn ngay lập tức. Vào vụ mật là ong chia đàn rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất mật. Vì chúng ta nuôi ong đây là nuôi ong lấy mật, chứ không phải nuôi ong để lấy số đàn, không phải nuôi ong để làm cảnh, không phải nuôi ong để khai thác các thứ khác. Nuôi ong lấy mật phải có đàn ong tốt. Cũng như ta làm lúa, cái ruộng lúa lúc con gái phải đẹp thì lúc chỗ mới đẹp, chỗ đẹp thì năng suất mới cao. Thì đàn ong ta phải có đẹp từ ngay từ bây giờ. Thế cái thứ hai là chia đàn đợt một xong lại chăm sóc đồng đều, lại tích cực xây cầu. Việc xây cầu là việc hết sức quan trọng. Nhưng thế này, xây cầu ta chỉ cho ăn kích thích chứ không cho ăn no nữa. Mỗi là hôm cho ăn 1-2 lạng được, để cho ông nó kích thích xây cầu thôi. Chứ cho ăn no rồi lần sau nó ăn vào đâu nữa. Để ăn kích thích và ăn loạn. Về mùa hanh khô này cũng ong cần ăn loạn, không phải ăn đặc như là các vụ khác. Tỷ lệ 1:1.5, tức là 1 cân đường pha 11 lít rưỡi nước. Vâng. Đấy, vào vụ hanh khô này. Vụ hanh khô này. Đấy, khi mà ong cho ăn kích thích lại xây cầu. Nhưng ta nên là sau lại chia đàn nhân giống. Nhân giống đảm bảo hết kế hoạch thôi. Thế nhưng mà tuyệt đối không được chia quá muộn. Không được chia nhân giống quá muộn. Thế nhân giống quá muộn gặp vụ đông ong bốc bay, bây giờ là ảnh hưởng rất lớn. Đàn ong phải ổn định thì ta mới làm được. Thế nên là vâng ạ. Cái thứ hai là phải đảm bảo số đàn ngay từ đây. Thế nhưng nhớ rằng là ta phải kết thúc 30 tháng 11. Thế khi kết thúc rồi, đàn ong ổn định số lượng đàn rồi, thì bây giờ khoảng 3,5 cầu, 4,5 cầu, 2,5 cầu là đẹp rồi. Chuẩn bị qua đông là sang tháng 12.
là ta qua đông. Qua đông tháng 11 là tháng rét nhất trong năm. Tháng 1. Ở tháng 1 đây. Vâng. Tháng 1. Tháng 1 là tháng nhiệt độ rét nhất trong năm. Mà tháng khó khăn. Mưa dầm này. Phải không? Mưa dầm kéo dài này. Nguồn hoa nó rét như thế. Ong cũng đi làm kém này. Và nguồn hoa cũng hoa lớn thì chưa nở mà hoa hoa các hoa khác thì cũng không phải nhiều nữa. Vâng. có cần thêm ý kiến một số ý kiến bổ sung nữa không? Không, thế tí nữa về thì kỹ thuật cơ bản này. Thế thì đấy là cái nhân giống. Vâng. Thế còn ta thay chúa ta thay thế nào? Ta cứ nhân ra, cứ chia đôi thế này. Nếu không thành công ta lại nhập vào. Nhưng nếu thành công mà con chúa này xấu, ta nhập vào ta bỏ con chúa này đi. Vừa chia đàn, vừa nhân giống, vừa kết hợp thay chúa. Vâng, ở trong vừa cái giai đoạn mùa này. Chúa. Vâng, vâng. Và để cho qua đông an toàn. Chứ nếu kẻ con chúa xấu, đẻ kém, qua đông không an toàn. Vừa tốn cầu, vừa tốn thùng, vừa tốn công, vừa tốn tiền vận chuyển, vừa tốn đường cho ăn, vâng. Tốn rất nhiều. Cho nên là quý hồ tinh mất quý hồ đa, đảm bảo số đàn mình định trong kế hoạch thôi. Vâng. Năm nay mình định vào nhân gấp đôi hay gấp rưỡi hay bao nhiêu vào đây ta ổn định thế thôi. Thế thì đấy là nuôi ong trong cái vụ thu đông này thì rất cần. Thì cả năm nuôi ong chỗ nào lúc nào cũng thấy tôi bảo chỗ nào cũng cần, chỗ nào cũng quan trọng. Đấy thì có phải là hè thu quan trọng để mùa này có đàn ong ta nhân giống hay không? Tức là nó phải qua được mùa thế hè bây giờ vâng. Cái đàn ong này không quan trọng thì qua đông làm sao? Thế qua đông không quan trọng thì vào cũng mần là sao? Thấy là mùa này cũng là một cái bước đệm rất là quan trọng để không, tiến mùa này sẽ vào cái mùa này ta phải khẳng định là đây là mùa thu hoạch chính song song với mùa thu hoạch mật tay phấn tay mật và tay giống mà. Thế giống mà tốt thì thu hoạch mật mới tốt. Thế không anh bán giống đi, anh không thu hoạch mật cũng là vụ thu hoạch chính. Thế vụ nuôi ong chính của chúng ta là có hai vụ thu hoạch. Một là thu hoạch đàn giống, hai thu hoạch sản lượng mật. Thì tùy từng điều kiện hoàn cảnh, từng nơi, từng gia đình, từng anh nuôi, nguồn hoa thế nào để anh sản xuất giống, anh bán. Nguồn hoa thế nào để anh lấy mật. Mà. Thì tùy từng gia đình, tùy từng anh. Cho nên là ta phải xác định là đây cũng là mùa thu hoạch chính về con giống của ông. Vâng, như vừa rồi các bác đã được nghe kỹ sư chia sẻ về những cái kỹ thuật cơ bản thôi. Thế còn tất nhiên là làm thì mỗi người làm một cách khác nhau và mỗi một địa phương lại có những cái cách làm sao cho nó phù hợp nhất. Phải không ạ? Vâng. Vâng, thì đây là cái kỹ thuật cơ bản thì rất là mong các bác nào mà chưa nắm được chắc thì xem lại một lần nữa về cái đoạn video về những cái kỹ thuật cơ bản. Mình xem một lần, mình xem lần thứ hai, có khi xem hai ba lần nó mới thấy là nó vẫn còn hay. Bởi vì xem một lần có khi là nó cũng chưa nắm bắt được. Thì như là tôi đã ở những cái video trước ấy thì con nói là các bác có rất nhiều câu hỏi thắc mắc đặt thì muốn thông qua con là chuyển tới thầy những cái câu hỏi về chuyên môn về ngành nuôi ong. Vâng. Thì thực tế thì cũng rất là cảm ơn bởi vì báo cáo ông là khi video xuất bản thì rất nhiều các bác là thợ nuôi ong đặt câu hỏi nhờ vâng. Con gửi đến. Thế nhưng mà vì là thời gian cũng như là về kỹ thuật cơ bản thì sắp tới thầy sẽ xuất bản cuốn sách thì các bác có thể tham khảo thêm tài liệu về sách giáo khoa kỹ thuật. Thế còn những câu hỏi mà tôi chỉ mang tính chất chọn lọc thôi để gửi đến thầy thì hôm nay tôi đã chọn ra khoảng vài câu hỏi thì ở cái phần sau video này thì con nhờ ông là ông trả lời giúp những câu hỏi của các vị khán giả rất là quan tâm. Đây câu hỏi đây rồi. Thế bây giờ tôi nói thêm một tí nữa. Thế ở cái vụ thu đông này, cái phần thứ hai ngoài cái phần chống hanh khô rồi nhá thì ta phải chống rét đầu mùa. Chống rét đầu mùa nó có nhiều cách.
Một là mình không được để cửa tổ hướng Bắc. Hai là số lỗ tổ cân đối với số cầu. 4 cầu thì ta để 4 lỗ tổ, 5 cầu ta để 5 lỗ tổ. Cứ đừng vít kín tất cả những khe hở của đàn ông bị hở. Cũng như lần trước tôi bảo là vít bằng đất sét, vít bằng phân bò trộn với đất sét, lấy cái que phết vào các khe hở, vừa giữ được độ ẩm, vừa giữ được nhiệt độ. Đấy, chống rét thật tốt. Chống rét thật tốt. Đúng đàn ông để. Thế vì nhiệt độ yêu cầu của nó là từ 32 đến 35 độ thì ta phải đảm bảo. Thế đấy là chống rét này. Thế chống ẩm, mưa dầm nó ẩm thì trong những ngày mà nắng ấm mưa dầm xong nó hưởng nắng lên, ta lại phải kiểm tra đàn ông và vệ sinh đàn ông sạch sẽ, lấy rẻ lau hoặc là các cái khe hở sâu phá này, đắp cắn để bị bệnh tật này. Thế mà kiểm tra ra nhiều quá vào một đợt rét này, vì đàn ông nó ấu trùng nó được mớm từ 1000 lần trở lên, ta ra mang ra kiểm tra để thế là ấu trùng bị chết rét, ấu trùng bị chết đọi, ấu trùng bị chết khô, thì cứ bảo là bệnh thối ấu trùng, bệnh đâu, do mình kiểm tra. Mà thế hôm nọ tôi xem cái đợt quay video đấy, rũ hết cầu ra lại không đậy nắp nó vào, phải đáng số rũ hết cầu ra lại đậy cái nắp tạm nó vào để cho con ong nó ổn định vào đây, trước mình đưa cầu nó vào nó không phải ấy, nó không phải bậu ở dưới. Và thế để lại một cầu hoặc là quay xong lấy hết cầu đi phải đậy cái nắp vào để cho đàn ong, thế hoặc là lấy cái cửa tổ mình để nghiêng nó vào cho nó bò lên tổ ong. Thế là một, thế thì đây ta phải cần phải lưu ý cả cái mùa hanh khô nhưng lại phải mùa rét đầu mùa. Thế còn một số câu hỏi thế này của một số bà con hỏi, thí dụ anh Thiện Kiều hỏi thế này: tại sao mùa hè ong chúa lại đẻ kém? Ôi trời, thì đúng quá rồi, ong chúa nó đẻ trứng theo thức ăn của đàn ong, thức ăn đàn ong có bao nhiêu nó đẻ bấy nhiêu, không có nó không đẻ. Nó con chúa không phải khác con ong khác, là nó có chửa đến ngày nó phải đẻ. Có thức ăn thì nó đẻ, không thức ăn nó nhịn. Chứ nó khác cái ong khác là cứ có chửa đến ngày đẻ là phải đẻ. Ong chúa nó đẻ trứng theo lượng thức ăn trong tổ, có nhiều nó đẻ nhiều, có ít nó đẻ ít, không có nó không đẻ. Thế mùa hè ta làm gì có lượng hoa gì mà để nó ăn nó đẻ, phấn không có. Không, mới lại thời tiết này thậm chí đàn ong không có cầu con, mình viện trợ cầu con quá nhiều vào, nó không có thức ăn, nó còn dọn bớt cầu con đi cơ. Đấy, thế đấy là một câu hỏi thứ hai. Tôi nuôi ong trong thùng xốp có được không? Thùng xốp mà nếu mà quản lý được, không giữ được, để ánh nắng nó khỏi chiếu cái gì thì tôi chưa nuôi cái này bao giờ, nhưng tôi nghĩ chắc là cũng được, vì tôi xem tivi cũng khối người nuôi ong trong thùng xốp. Nhưng miễn là phải quản lý được, không cho ánh nắng trực tiếp vào, không cho để khe hở, và nắm chắc được cái đặc tính sinh học của loài ong, nắm chắc được sinh học của loài ong, cái nuôi trong thùng xốp là cũng được, phải không? Thế thay chúa trong vụ hè ở miền Bắc có được không? Thế tại sao ở miền Bắc lại thay chúa vào mùa hè? Mùa hè để làm gì mà thay chúa? Hoa không có. Thời tiết thì nắng nóng. Không có vào cái vụ gì cả. Đấy. Chúa tốt nhất thay chúa từ tháng 3 đến tháng 5 về mùa xuân. Và từ tháng 9 đến tháng 11 về vụ hè thu. Chỉ hai vụ đó chúa là đẹp nhất trong năm. Đẹp nhất trong năm. Cho nên ta chỉ nên thay chúa vào hai thời vụ đó, mà nên triệt để sử dụng và thay chúa. Còn trong vụ hè thì thí dụ như con chúa nó bị thay chúa cấp tạo, chúa nó chết chóng rồi, con khác nó cấp tạo lên vẫn có khi vẫn được, nhưng nó chỉ đẻ được một thời gian một vài tháng ta lại phải thay. Không nên nuôi con chúa để lâu được. Mà thế tháng 8 dương có thay chúa được không? Khi mà trong đàn xây mũ. Tức là câu hỏi này là con viết tắt. Ý là bác ấy hỏi là
tháng 8 theo dương lịch thì cái đàn ong nó có biểu hiện là nó chia đàn, nó xây mũ, nó ở đây là cái câu hỏi nó không rõ, cho nên là con đính chính là không biết là mũ của bác là mũ kế ngôi hay là mũ đòi chia đàn. Thì bác có hỏi là nếu như vậy thì đã bắt đầu vào cái thay chúa được chưa, tại vì rất nhiều câu hỏi các bác hỏi về con chúa nhiều, bởi vì cái kỹ thuật về con chúa thì nó quá là rộng, nó rất nhiều kỹ thuật, cho nên là phần lớn các bác tập trung và hỏi vào chúa. Thì ông có thể thế bây giờ được rồi, thế thì tháng 8 nên là hiện giờ đây là đang là tháng 8. Vâng. Tháng 8 thì mới là thu, hoa chưa nhiều mà đàn ong vẫn còn kiệt quệ qua cái hè, qua vụ khai thác xong lại qua vụ hè, thì làm sao mà có trừ một vài đàn mạnh ở những nơi có nguồn hoa, thì hoặc là trường hợp này thường là nó hay xây mũ chúa kế ngôi chứ chưa phải là mũ chúa để chia đàn tự nhiên. Thế thì nếu nó xây 5-7 mũ chúa thì đấy là chia đàn tự nhiên, còn xây 1-2 mũ chúa là mũ chúa kế ngôi hay cái khác gọi là thay thế tự nhiên, thì ta cứ để cho nó thay thế tự nhiên, không được phá mà không được can thiệp vào. Nhưng mà con nghĩ là trong cái trường hợp này là rất là ít, bởi vì nó chỉ là một cái số trong một trại ong thì cũng lắm 1-2 đàn, nó phát triển sớm hơn. Chứ còn nếu đúng theo quy luật thời tiết thì bây giờ bắt đầu thời tiết nó mát trở lại thì ong mới hồi. Thì khi ong hồi thì chưa có ong đực. Tức là chưa có ong đực thì sẽ không có hiện tượng là chia đàn. Thế bây giờ là cái điều thứ hai nữa nhá. Thì trong cái vụ này thì vừa rồi tôi nói là tạo cái đàn chủ công xây tầng cũng là tạo đàn xây ong đực. Cũng là tạo đàn xây ong đực. Tức là viện trợ cầu con vào cho cái đàn này thật mạnh để cho ong non xây tầng và nó xây lỗ ong đực. Vì ong chúa đẻ khỏe thiếu lỗ đẻ, bây giờ mình lại viện rất nhiều cầu nhộng vào, thế cái không nói đến cái chuyện vừa rồi là không nói đến cái chuyện là tạo chúa nhân tạo và tạo ong đực, chỉ có thời vụ nhân giống. Thế thời vụ nhân giống ở cái thời vụ này. Thế bây giờ nói thêm một tí là muốn chia nhân giống được tốt thì phải tạo cái đàn để tạo chúa nhân tạo là một, và tạo đàn bố phải có ong đực. Thì ong đực muốn tạo đàn bố là ở cái đàn chủ công xây tầng này. Vâng. Vì mình cho ăn rồi, viện trợ cầu nhộng rồi, chúa đẻ khỏe rồi, thiếu lỗ đẻ rồi, thì đàn ong đều có hiện tượng chia đàn tự nhiên, và ong chúa bao giờ cũng xây ong đực trước. Đàn ong đã xây lỗ ong đực rồi thì có biểu hiện của là hiện tượng chia đàn tự nhiên. Thì ta sử dụng ong đực này rất tốt, còn tất cả loại hết ong đực già trong thời vụ trước, còn chúa tốt mấy chứ không có ong đực đúng tuổi xuân thì cũng không được. Thì bao giờ ong đực, bao giờ đàn ong nó cũng tạo ong đực trước ong chúa khoảng 1 tháng. Vâng, như các bác trong một cái nội dung mà một cái thời gian thì cũng không thể nào chia sẻ hết được rất nhiều những cái kiến thức. Thì trong cái video vừa rồi thì những kiến thức cơ bản thì đã được thầy truyền tải đến các bác là thợ nuôi ong và đang đam mê về cái kỹ thuật nuôi ong về cơ bản này. Tùy theo tôi nhắc lại là tùy theo cái từng vùng từng địa phương các bác có thể áp dụng, mà nó cũng không thể nào mà giống nhau được. Tuy nhiên là với những kỹ thuật cơ bản vừa rồi thì cũng hy vọng là các bác sẽ nắm bắt được và sẽ xây dựng được cái trại ong của mình nó thành công. Thế còn ở tuần tiếp theo thì con sẽ xuống và con lại nhờ ông là sắp tới ở miền Bắc ấy, thì sẽ có những cái nguồn hoa cơ bản, tức là nó là mùa đông, mật đông nhưng mà vẫn khai thác, cho nên cái quá trình chuẩn bị cái đàn ong mà đưa đến cái kỹ thuật cơ bản để tạo ra cái đàn ong có năng suất mật cao trong cái mùa đông và những yếu tố cần thiết, thì con lại nhờ thầy chia sẻ những cái kiến thức về cơ bản về xây dựng cái đàn ong khai thác trong mùa đông, bởi vì nó sẽ có những cái kỹ thuật nó sẽ khác hơn là cái vụ xuân hè.
Thì với các bác là ở đồng bào vùng núi như là khu vực Hà Giang hay là khu vực trên Lạng Sơn có một nguồn hoa bạc hà hoặc là mật hoa ngũ gia bì, hoặc là các bác ở khu Quảng Ninh cũng khai thác mật mùa đông cũng rất nhiều các loại mật, hoặc là mật cỏ kim. Thì ở tuần kế tiếp thì các bác lưu ý là hãy đặt những câu hỏi có liên quan đến trực tiếp đến cái kỹ thuật xây dựng cái đàn ong khai thác mật trong mùa đông. Tôi nhắc lại là kỹ thuật xây dựng cái đàn ong cơ bản đấy để khai thác mật trong mùa đông, thì các bác hãy đặt câu hỏi trọng tâm về vấn đề đó. Thì các bác đặt câu hỏi ngay dưới cái video này, bởi vì cái video kế tiếp là cái video như vậy, thì tôi sẽ nhờ thầy giải đáp thêm những cái thắc mắc. Thế còn buổi trò chuyện hôm nay cũng rất là cảm ơn thầy đã chia sẻ. Vâng. Còn nếu ai muốn tham khảo về nghiên cứu thêm hoặc là về tài liệu nó rộng hơn thì tôi có cái quyển là ở Viện Nghiên cứu Phổ biến Kiến thức Bách khoa, thì tôi viết rất kỹ để cho những ai làm công tác nghiên cứu hoặc là để nghiên cứu thêm rộng hơn. Thế còn những quyển sách như thế này là phần lớn là theo dạng là sách của khuyến nông, đọc cho dễ hiểu mọi người, vì chúng ta nuôi ong có rất nhiều trình độ khác nhau. Thì nhưng mà tôi muốn biết là thế nào để ai trình độ thấp cũng hiểu được để mà làm được, trình độ cao cũng vận dụng được. Tức là cuốn nghiên cứu là cuốn ở trên tay ông đang cầm là dành cho các bác chuyên sâu, tức là đã có kinh nghiệm về nuôi ong rồi. Đấy, còn cái cuốn mà sắp tới tôi có nhờ thầy với cả bên nhà xuất bản nông nghiệp xuất bản trong khoảng độ 10 ngày tới thôi, thì là sẽ xuất bản cuốn sách đó, thì cái đấy là dành cho các bác mới nuôi ong hoặc là cũng cái tài liệu tham khảo kỹ thuật thêm. Đúng rồi. Thì tôi xin nhắc lại là với cuốn sách này thì sẽ dành để tặng các tổ chức hoặc là những người bạn của tôi. Một 50%, còn 50% còn lại thì các bác có thể mua lại theo cái giá bìa ở trên cuốn sách. Một lần nữa con lại xin được cảm ơn ông đã đồng hành cùng những cái video của con. Cũng rất nhiều những cái nội dung chia sẻ xung quanh kênh YouTube của tôi, thì cũng rất là mong các bác ủng hộ và đăng ký kênh. Trong thời gian sắp tới tôi sẽ cố gắng là xuất bản thêm nhiều cái video kỹ thuật về ong dưới cái sự đóng góp cũng như là chuyên môn từ kỹ sư Ngô Đắc Thắng, một chuyên gia đầu ngành về ngành ong. Hẹn gặp lại các bác ở cũng thêm chia sẻ thêm vài phút nữa là thế này thôi, vì nó là kỹ thuật. Vâng. Nó sự tiến bộ khoa học kỹ thuật nó ngày hàng ngày nó càng chuyển biến, nó thay đổi mãi đi. Trong quá trình tôi chỉ có trao đổi với những kiến thức mà tôi tích lũy được để mọi người tham khảo. Nếu cần có gì trao đổi thêm thì chúng ta cùng trao đổi thế và tham khảo những kiến thức chúng tôi đã phổ biến để cùng mọi người học tập và vận dụng. Vâng, con chào ông, xin chào các bác.